tìm ra được cái mốc của ngôi. Mà mốc của môn ngôi làm sao biết, nó có quy ước, thành ra bắt buộc các em phải thuộc thôi. Đó, phải biết ngôi nè, mốc của ngôi, có mốc mới chẩn đoán ra được cái ngôi. Rồi cái thứ hai nữa là trình bày được bốn thủ thuật khi khám để xác định ngôi thế. Và mục tiêu thứ ba là chẩn đoán được ngôi nè, thế và kiểu thế của các loại ngôi thai. Các em biết thai trong buồng tử cung nó nằm ở trong buồng ối, nằm trong buồng ối thì đâu có phải thai nào nó cũng 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 giống là một loại ngôi. Nếu giống thì các em đâu cần học, tới ngày thì tự nó ra thôi. Còn nó nằm ở trong buồng tử cung nó rất là nhiều cái vấn đề. Có trường hợp là nó sẽ cố định ngôi ngay từ đầu, có trường hợp thai gì nó đưa cái đầu ra, nó không đưa đưa cái mông ra, hoặc có những trường hợp đưa cái tay ra, hay là nó đưa cái vai ra. Chính vì vậy mà chúng ta mới mới coi, để coi nếu nó thuận lợi thì mới để sanh đường dưới được. Thì chúng ta thấy đó là khi mà gần đến ngày sinh nó chớ lên ngay từ đầu cô nói đó, thì thai nó nằm tùm lum hết trơn à. Nhưng mà đến ngày sinh đó thì thai nó sẽ nằm dọc song song với trục của tử cung và đầu nó sẽ quay xuống dưới. Do đó nó là có mấy cái yếu tố để người ta đánh giá được tư thế của thai ở trong tử cung người mẹ, tức là cái chiều của thai nè, cái ngôi nè, cái độ cúi, ví dụ nó là trục dọc nhưng mà nó cúi như thế nào để nó mới ra được. Thì các em biết các đường kính của đầu đó, ví dụ nó vượt qua khung chậu nó phải như thế nào, ví dụ nó ngửa một chút thì đường kính nó to, mà nó cúi tốt thì cái đường kính nó nhỏ lại. Thì thực tế mình thấy khó như thế, nhưng mà người ta thấy là 95% trường hợp là bình thường, thai nó cũng khôn lắm, tới ngày đủ tháng là nó tự nó quay như thế nào thuận lợi mà để nó ra cái ngã tự nhiên. Chỉ có 5% trường hợp nó là nó nằm ở tư thế bất thường thì người ta gọi là ngôi bất thường. Mà khi ngôi bất thường mà mình không đánh giá được, đợi cho tới ngày chuyển dạ thì nó sẽ đưa đến những cái nguy cơ cho cả mẹ và thai. Do đó mà khi mà các em học qua bài khám thai đó thì gần tới ngày sanh là phải đánh giá để mà mình dự đoán coi sanh ở đâu được. Chúng ta làm quen với cái từ ngôi ha. Ngôi thì đầu tiên là các em phải biết cái định nghĩa nó như thế nào. Thì trong cái định nghĩa của ngôi đó là một phần của thai nhi trình diện trước eo trên ha. Tức là khi mà nó nằm mênh mông mà là phần trình diện trước eo trên, khi chuyển dạ để qua đó ngôi sẽ lọt là qua cái eo trên đó, và nó sẽ tiến triển theo cơ chế của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai loại ngôi cơ bản, tức là ngôi dọc và ngôi ngang. Ngôi dọc và ngôi ngang thì thế nào gọi là ngôi dọc? Thì người ta thấy là thí dụ mấy em thấy mấy người mang thai thì tử cung nó có hình trứng, nhìn cái bụng nó có hình trứng, thì như vậy thì ta thấy là khi trục dọc của thai nhi, tức là khi mình sờ nắng bụng mình thấy cái trục dọc của nó cùng trục với trục của tử cung thì người ta gọi là ngôi dọc. Còn nếu mà mình thấy cái mình nắng cái thai mà mình thấy cái trục dọc của thai nó vuông góc với cái trục tử cung thì nó là ngôi ngang đó. Ngôi ngang thì nó chỉ có một cái loại ngôi thôi. Nhưng mà bây giờ ngôi dọc á, thì cái trục dọc của thai á, các em biết là khi thai nó nằm trong buồng tử cung thì nó co tay co chân lại chứ không phải nó đứng ở trong buồng tử cung nha. Thành ra khi mà như thế á, thì ngôi dọc nó sẽ có rất là nhiều, là nó có mấy cái loại ngôi, là ngôi đầu hoặc là ngôi mông ha. Thì trở lại định nghĩa của ngôi nè, là phần thai nhi trình diện trước eo trên. Thì bây giờ nếu mà cái đầu nó trình diện trước eo trên thì mình gọi là ngôi đầu, còn nếu nó trình diện trước eo trên là ngôi mông thì mình gọi là ngôi mông hay là ngôi ngược đó. Bây giờ trong cái ngôi ngược á thì ngôi mông đó thì cái mông trình diện trước eo trên, nhưng mà trong ngôi mông này nữa em học nó sẽ có nhiều cái loại đó, cái này là ngôi bất thường để nữa nói sao. Nhưng mà trong cái ngôi đầu đó thì người ta sẽ
đánh giá là cái ngôi đầu này khi nào sanh được, khi nào sanh không được. Và đánh giá cái ngôi đầu này đó thì người ta sẽ dựa vào cái độ cuối của đầu thai nhi nha, cái độ cuối của đầu thai nhi. Tại vì mấy em thấy là cái đầu á, mà nó vượt qua cái khung chậu á, thì cái độ cuối của nó như thế nào để nó qua được cái tiểu khung, chứ nhiều khi cái độ cuối nó không tốt thì cái đường kính đầu nó to, nó không qua được em trên. Rồi các em qua được cái phần ngôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm cái móc của ngôi. Bây giờ muốn chẩn đoán ngôi là bắt buộc phải tìm cái móc, chứ không phải tự nhiên mấy em muốn chẩn đoán ngôi là ví dụ ngôi đầu thì được, nhưng mà phải tìm cái móc ha. Và cái này mấy em thấy thuộc thôi, một là thuộc, hai là các em phải sờ cho ra được. Thì cái móc của ngôi đầu tiên đó là cái ngôi chõm hay là ngôi chẩm cũng được, hai cái nói đều đúng hết, mà thường ta gọi là ngôi chõm. Ngôi chõm thì móc của nó là gì? Là xương chẩm, là cái móc nó trình diện trước em trên đó. Móc nó là xương chẩm, là xương chẩm mà nó to quá, thành ra người ta mới nói là móc của nó là khớp sau, nguyên cái xương chẩm, nhưng mà sờ được khớp sau là tốt. Cái thứ hai nữa là ngôi mặt, tức là cái mặt nó trình diện trước em trên nó, thay vì cái chõm, cái chẩm nó trình diện trước em trên, bây giờ nó đưa cái mặt trước em trên. Thì chẩn đoán ngôi mặt khi nào mấy em sờ được cái mỏm cằm đó, mỏm cằm thì mấy em thấy cái thóp sau nó mềm, còn cái cằm thì mấy em thấy có cái miếng cứng cứng đó, mình sờ thử vô cái cằm mình coi ha. Thì nếu mà mấy em sờ được cái mỏm cằm thì nó là ngôi mặt. Còn nếu mình cho tay vào âm đạo á thì mình sờ được cái mũi, góc mũi, góc mũi là chỗ gần chỗ hốc mắt đó, cái lỗ mũi ở dưới góc mũi, nếu mấy em sờ được góc mũi thì nó là ngôi trán. Còn ngôi ngang thì mấy em nhìn trên trên thực tế mình thấy cái trục của thai nó vuông góc với trục của tử cung, thì ngôi ngang nó đôi khi nó không phải nó nằm ngang hẳn mà nhiều khi nó hơi xéo một chút. Thì có khi mấy em khám âm đạo thì nửa học cái bài này thì mấy em sẽ coi kỹ cái phần sau, học phần sau đó. Thì cái ngôi ngang mấy em thấy cái móc của nó là mõm vai, sờ được cái mõm vai thì nó là ngôi ngang. Nhưng mà mấy em biết cái mõm vai ở trong là một cái khối mềm, khi nào mấy em khám phải kinh nghiệm, phải quen mới sờ được, chứ nó lục nhùng ở trong thì nhiều khi mình cũng khó phân biệt, cái phối hợp nhiều yếu tố thì mình mới suy ra được. Còn ngôi mông thì đứa bé mà nó trình diện ngôi mông trước eo trên đó, thì nó nằm trong tư thế xếp bằng. Xếp bằng thì nó đưa cái mông nó ra, thì giữa hai cái bờ mông đó, thì nó có cái đỉnh xương cùn. Thì nếu mà mấy em sờ được cái đỉnh xương cùn thì chẳng nói là ngôi mông. Đó là cái từ làm quen thứ hai là móc của ngôi. Bây giờ chúng ta qua cái độ cuối của đầu. Độ cuối của đầu thì bây giờ tùy theo độ cuối của đầu mà nó cho ra các lượng ngôi khác nhau. Ví dụ khi nó trình diện trước eo trên á, đầu nó cuối hoàn toàn. Ví dụ ở đây mấy em thấy là hai cái thai này nó khác nha, nó cũng là ngôi dọc, nhưng mà khi mà nó nằm lưng chừng như vậy nè, nó không có cuối mà nó cũng không ngửa nữa, nó nằm thẳng băng nè, không cuối không ngửa. Thì khi mà mình cho tay vào âm đạo mình khám, mình sờ được cái góc mũi, ngôi trán. Ngôi trán thì cái đường kính này nó sẽ to, nó sẽ to, nó không lọt qua được cái eo trên đâu. Còn nếu mà thí dụ như trong chuyển dạ mà ối còn mà nó chưa có uống khuôn được á, thì nó thấy khó qua đó, đứa bé này nó khôn chút cái nó nói thôi qua không được, thôi để cúi xuống, thì nó cúi cái tràm nó để sát cái ngực nha, mấy em thấy không, nó cúi xuống nè, nó cúi sát vô đó để ôm sát cái ngực á. Rồi cái chẩm nó sẽ trình diện trước eo trên, thì khi cái chẩm trình diện trước eo trên á thì mấy em sẽ sờ được cái thóp sau ở phía sau này nè, thì như vậy nó là ngôi chõm. Mà nếu mà mấy em sờ thì chỉ có thóp sau thôi thì cái đường kính này nó nhỏ nè, nhỏ hơn đường kính này, thì như vậy á, thì nó sẽ lọt qua eo trên được đó. Thì tùy theo độ cuối, bây giờ nó lưng chừng như vậy rồi, đáng lẽ nó cuối mà nó không cuối, nó ẩn cái cổ ra, nó ẩn cái cổ ra, cái nó đưa cái mặt nó trình diện trước eo trên thì sẽ là ngôi mặt.
Tóm lại thì độ cuối của đầu nếu mà cúi cho thật tốt nó là ngôi chõn, nếu mà nó lưng chừng không cúi không ngửa nó là ngôi trán, mà nếu nó ngửa thật tốt đó, thì nó là ngôi mặt. Thì muốn chẩn đoán ngôi mặt thì các ngôi hồi nãy cô nói rồi, muốn chẩn đoán ngôi thì phải tìm được cái điểm móc của ngôi. Thì mấy em sờ được ngôi mặt thì mình sờ được mỏm càng. Còn phân biệt ngôi trán hay ngôi mặt thì nữa sau này tới bài đó các em sẽ nắm. Đây độ cuối nè. Thí dụ như mấy em thấy là đứa bé nó nằm ngôi chẩn nè, thì mấy em sờ được thấp sau. Đó, đây. Nè, khi mà mình cho tay vào trong âm đạo á, thì mình sẽ sờ được cái thấp sau đây. Nha. Chỗ này là xương mu là ở phía trước nè. Còn cái này đó là nếu mà mấy em sờ thấp sau đây thì nó nằm ở phía sau, chẩn trái sau. Từ từ thì các em sẽ làm quen với mấy cái sau trước nữa. Đây là cái hình cô minh họa lại nè, đầu thai nhi nè, nó cúi trong chuyển dạ nè, thí dụ nó lưng chừng nè, nó vừa hơi ngửa ra nè, thì thay vì á nếu mà nó ngửa hết ra thì nó thành ngôi mặt, rồi bây giờ nó không ngửa là nó lưng chừng, sau đó nó cúi quặp xuống thì nó là ngôi chõn. Rồi ngôi qua rồi nè, móc của ngôi rồi nè, độ cuối của đầu nè, bây giờ chúng ta làm quen với từ thế và kiểu thế. Thế nào gọi là thế thì chúng ta phải thuộc thôi. Thì thế là gì? Thế là tương quan giữa điểm móc của ngôi thai với bên phải hoặc bên trái của người mẹ. Thì như thế thì chúng ta thấy là mỗi ngôi nó chỉ có hai thế thôi. Điểm móc của ngôi nằm bên phải, nó là thế phải. Điểm móc của ngôi nằm bên trái, nó là thế trái. Tại vì điểm móc chỉ có một điểm móc thôi. Còn tương quan với bên phải, bên trái thì như vậy thì nó sẽ có là hai thế, thế phải hoặc là thế trái. Qua được cái thế rồi ha, là tương quan giữa điểm móc của ngôi với bên phải hoặc bên trái của người mẹ. Rồi bây giờ qua một cái từ các em làm quen, cái từ thứ hai, cái này phải thuộc mới nói được nha. Kiểu thế. Bây giờ kiểu thế đó thì nó khác ở chỗ là cái gì? Thì về định nghĩa nó, kiểu thế là tương quan giữa điểm móc của ngôi thai với điểm móc của khung chậu người mẹ. Với điểm móc của khung chậu người mẹ thì các em biết khung chậu người mẹ nó có các điểm móc là cái gì? Thứ nhất, khớp cùng chậu, một điểm ha. Thứ hai, dải chậu lược. Dải chậu lược nằm phía trước nha. Khớp cùng chậu nằm phía sau. Thứ ba là điểm chính giữa của gờ vô dăng. Thì mỗi bên nó có ba điểm móc. Như vậy thì các em thấy kiểu thế nó sẽ có mấy kiểu? Sáu kiểu thế. Đó, tương quan giữa điểm móc của ngôi thai với điểm móc của khung chậu người mẹ. Thì các em thấy là khung chậu người mẹ có 6 cái điểm móc. Ví dụ cái điểm móc của ngôi nó nằm ngay phía trước là kiểu thế trước nha. Nằm chỗ dải chậu lược là kiểu thế trước. Nó nằm xoay điểm móc của ngôi nằm tương ứng với cái khớp cùng chậu là kiểu thế sau. Nó nằm lưng chừng ở giữa là kiểu thế ngang. Đây trở lại cái hình này thì chúng ta thấy đó là đây là ngôi đầu nè, ha, ngôi chõm đó, nó đưa cái chõm ra nè, thì mấy em thấy đó là đây là cái thấp sau nè, thấp sau cái chõm nè, thấp sau ha. Thì cái khung chậu mình tưởng tượng đi, khi mình cho vào mình xa khám đó, thì cái này là phía sau nè, cái này là phía trước, chỗ này là xương mu nè, cái này là cái khớp cùng chậu phía sau nè. Thì mấy em sẽ sờ được khớp sau ở đây là tương quan giữa điểm móc của ngôi thai nha, với điểm móc của khung chậu người mẹ. Điểm móc của khung chậu người mẹ là gờ chậu lược ở phía trước, do đó đây là kiểu thế chẩm chậu, chẩm trái trước đây nha, đó chẩm trái trước. Rồi qua cái hình này thì mấy em thấy đó là xương chẩm nó nằm phía sau, phải không? Thì như vậy á, thì cái thấp sau nó sẽ nằm phía sau.
và nó sẽ nằm tương quan với cái điểm móc của xương chậu, khớp cùng chậu, do đó đây là chẩn trái xa. Tưởng tượng ra được chưa? Nè đây, nè bên trái nè, đó như vậy thì kiểu thế là tương quan giữa điểm móc của ngôi thai với điểm móc của khung chậu người mẹ bên phải hoặc bên trái, nha. Thì đây nó nằm đây. Chứ sao? Phải tưởng tượng ra nha, cái này mấy em tưởng tượng hình học không gian nó mới ra được á. Chẩn trái sao? Kiểu thế sổ. Như vậy thì mấy em thấy là nếu mà nó lọt nó xuống được thì bây giờ còn sổ. Sổ thì khi đã xuống eo giữa và eo dưới rồi thì nó chỉ có hai kiểu sổ thôi. Thí dụ như ngoài chẩn nè, thì nó sẽ sổ ra phía trước, người ta gọi là chẩm vệ. Còn nó xây phía sau là chẩm cùng. Đa số là nó theo cái kiểu chẩm vệ. Đó, điểm móc của ngôi là xương chẩm đó. Đó, là cái khớp sau đó nó nằm ở chỗ xương vệ. Là kiểu sổ là chẩm vệ. Thành ra mấy em thấy đứa bé mà nó sanh, khi mà nó tới giai đoạn sổ thai, lúc nào nó cũng nằm, nó úp cái chẩm nằm ở trên và cái mặt nó úp xuống dưới. Thì đa số kiểu này thì mấy em đỡ đẻ dễ nè. Còn chẩm sau là khi mấy em đỡ đẻ mà thấy cái xương chẩm nó nằm ở phía sau đó, cái mặt nó đưa nó nhìn lên trên đó, thì đó, đây là sổ chẩm cùng. Sổ chẩm cùng nó ra rất là chậm, mà nếu mà mình không có cắt tầng sinh môn rộng là nó rất là dễ bắt tầng sinh môn nếu nó cúi không tốt. Kiểu thế trong ngôi mặt thì ngôi mặt đó thì chỉ có một kiểu sổ là kiểu thấy trước thôi, còn kiểu sau là mặt nó không ra được. Ví dụ ngôi mặt mà cái cằm á, nó nằm ở phía trước á, chỗ xương vệ á, thì nó sổ được, nhưng mà cái cằm nó xây ra phía sau thì nó bị kẹt lại. Thành ra mấy em thấy là nếu mà cái mặt nó trình diện mà cái kiểu thế sau là không xanh được. Ngôi mông, ngôi mông thì điểm móc của ngôi đó là cái xương cùng, do đó cái xương cùng nó nằm bên nào đó, thì nó là bên đó. Ví dụ như xương cùng nó nằm bên trái thì là cùng ngang trái, còn nó nằm bên phải là cùng ngang phải, có hai kiểu sổ. Còn ngôi trán và ngôi ngang, mấy em biết ngôi trán đường kính lọt của ngôi nó to lắm đó, ngôi ngang cũng vậy, thì hai cái ngôi này không sanh được nhá anh đạo. Tóm lại thì trong cái kiểu phía sổ mấy em thấy đó, các ngôi có thể sanh được âm đạo là ngôi chõm nè ha, ngôi chõm sanh được đường âm đạo. Ngôi mặt sanh được với điều kiện là nó sổ kiểu cầm trước, còn cầm sau sổ không được. Về suy nghĩ đi, từ từ cô tới phần đó cô sẽ giải thích. Ngôi mông nếu mà nó ra nó sổ thì được á, nhưng mà cái ngôi mông này nó có một cái đó là phải đánh giá, tại vì á ông bà ta nói là đầu xuôi đuôi lọt, phải không? Cái đầu mà nó ra được là cái khúc sau ra được hết. Còn trong ngôi mông đó thì cái mông nó nhỏ hơn cái đầu, thành ra cái mông nó ra được á, thì chưa chắc là cái đầu ra được. Thành ra đa số một số trên lâm sàng người ta thấy ngôi mông mà cái thai hơi to chút là người ta mổ đó. Tại vì ra cái mông rồi mà cái đầu không ra được, nó lọt lại á, thì đứa bé nó thở ở trong buồng tử cung đó, thở trong đó thì nó sẽ bị ngạt thôi. Còn ngôi trán và ngôi ngang thì không sanh được. Bây giờ làm sao để chẩn đoán? Từ nãy giờ thì các em làm quen với cái chẩn đoán từ ngôi nè, làm quen với từ ngôi nè, thế nè, kiểu thế nè, kiểu thế và kiểu sổ, thì bây giờ làm sao chẩn đoán được? Thì hồi lúc các em học về triệu chứng học nội khoa, ngoại khoa vân vân, muốn chẩn đoán thì nó cũng bốn khâu là nhìn, sờ, gõ, nghe. Thì trong sản khoa cũng thế, trong sản khoa mấy em cũng có thể là người ta đến khám thì mấy em nhìn cái gì, nhìn cái bụng đó. Ví dụ như sản khoa cô hay có người ta vô xong là mình thấy đó, người ta đi cái dáng mà cao ráo rồi khung chậu nó cân xứng, tức là biểu hiện bằng cái dáng đi nhân nhân, thì có nghĩa là khung chậu nó không bị méo. Rồi bây giờ mình chẩn đoán thì cái ngôi thế kiểu thế thì mình chẩn đoán mình dựa vào cái thủ thuật Leopold để mình coi nó là ngôi gì. Thật ra cái này đó là kinh điển thôi, thành ra để nói để mấy em biết lại cái kinh điển như thế nào. Chứ nếu mà cái
À, bây giờ thì nó rõ rồi, thí dụ như có siêu âm nó rõ rồi, thì chỉ cần cái đầu dò siêu âm mà đặt lên cái là biết cái ngôi nó nằm thế nào rồi. Nhưng mà cô thấy là các em, nếu mà các em tập những cái thao tác này cho kỹ thì mình cái hỗ trợ cận lâm sàng chỉ là hỗ trợ thôi. Nhưng mà khuynh hướng gần đây một số các em đó thì không có tập trung vô lâm sàng, cứ hở chút là đưa đi siêu âm, thì như vậy cái nhạy bén lâm sàng của mình nó không có hay. Thì cũng qua các khâu nè, mình sờ để mình tìm, ở đây á, thì để khám thì phải dùng cái thủ thuật, người ta gọi là thủ thuật Leopold, để chẩn đoán thôi á, thì mình khám âm đạo, khi cổ tử cung mở thì mấy em cho ta vào âm đạo thì mình sờ được cái ngôi ở trong âm đạo, hoặc là nghe tim thai cũng là cái bước để chẩn đoán thôi. Siêu âm đó là cuối cùng, đừng nên lấy cái siêu âm làm đầu tiên, nó làm cho cái nhạy bén lâm sàng của mình nó dở. Đây, thủ thuật Leopold thì nó bao gồm bốn thủ thuật. Thì các em thấy đó là cũng như tư thế mình khám bụng ở trong nội khoa thôi. Khi thai phụ nằm đó, thì nên co cái chân lên chút để cho cái cơ bụng nó trùng lại. Nếu mà mấy em khám bụng mà mấy em để cho mà sản phụ để thẳng thì cái cơ bụng nó thẳng, mình không có sờ được các bạn đâu. Thì ở đây cũng vậy, mấy em cho hai cái chân gập lên đó, rồi sau đó thì người khám sẽ đứng ở bên phải sản phụ. Ba thủ thuật đầu á thì người khám nhìn về phía đầu của sản phụ nha. Thì cái thủ thuật thứ nhất thì người ta sẽ sờ nè, hai bàn tay sẽ sờ cái cực trên. Thì mấy em thấy cực của thai, ví dụ trục dọc nè, thì mấy em thấy là cái cực trên nè, hoặc là đầu hoặc là mâm thôi, mình sờ mình thấy một cái khối mềm thì mình nghĩ nó có thể là mâm. Đó là một thủ thuật. Thứ hai là mình sờ hai bên à, thì mấy em thấy đó thì cái lưng nó là một cái khối phẳng, còn bên đây lỗ nhỏ là chê đó. Rồi sau đó đó thì mình mới dùng một cái tay mình sờ cái cực dưới ha. Cực dưới thì mình thấy có một cái khối rắn tròn cứng, hoặc là nếu mà mình nhạy bén một chút nữa, mình đẩy tới đẩy lui thì thường á cái đầu nó có cần cổ ở giữa, thành ra mình đẩy nó lên, còn nếu mà nó là cái mông ở đây thì mấy em đẩy nó đi nguyên cả khối, người ta gọi là dấu lúc lắc. Và thủ thuật thứ tư thì người khám sẽ quay về phía chân của sản phụ. Hồi nãy mình người khám nhìn về phía đầu, bây giờ thủ thuật thứ tư thì cũng đứng bên phải, nhưng mà mình quay về phía chân sản phụ để mình xác định lại cái ngôi mà nó trình diện trước eo trên là đầu hay mông. Thì khi đó mình dùng hai tay thì mấy em lấy hai bàn tay mấy em đẩy qua đẩy lại. Nếu mà nó mà làm vừa phải thôi nha, làm ta đang người ta phản ảnh, thành ra mấy em ấn nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại nó có dấu lúc lắc, hoặc là một cái khối tròn rắn thì nó là đầu. Thì qua cái thủ thuật này mấy em chẩn đoán được cái gì? Thứ nhất, chẩn đoán được ngôi nha. Thứ hai, chẩn đoán được cái gì? Chẩn đoán được thế, chẩn đoán được hơn nói à không có sờ được đỉnh móc làm sao mà chẩn đoán được thế, mấy em suy diễn ra thôi. Thí dụ như cái lưng nó nặng về, đâu có khám âm đạo đâu mà biết thế được đấy. Thì mấy em biết là cái lưng nó nằm đây nè, bây giờ nhìn đây mình nói nó là thế phải hay thế trái? Chắc chắn là thế trái, phải không? Tại sao? Tại vì cái lưng nó nằm bên trái, cái khớp sau nè nó nằm ở đây, khớp sau nó sẽ cùng bên với lưng, cùng bên với lưng thì gián tiếp đó là như vậy. Thì ngôi chõm đó, nếu lưng ở bên nào thì thế ở bên đó, thì mấy em thấy lưng bên này đó, bên trái thì thế nó sẽ là bên trái. Như vậy thì khi mà mấy em làm thủ thuật Leopold này thì gián tiếp mấy em cũng chẩn đoán được ngôi nè, chẩn đoán được cái thế ha, ngôi đầu. Còn trán hay mặt thì nữa mình làm tiếp, ngôi đầu nè, thế trái. Bây giờ khám âm đạo thì hồi nãy khám bụng là mình đã chẩn được ngôi thế rồi, bây giờ khám âm đạo. Thì khi mình khám âm đạo á, thì mình có thể mình tìm cái điểm móc của ngôi, tại vì muốn chẩn đoán ngôi thì khám âm đạo để tìm điểm móc. Thì mấy em cho tay vào để tìm điểm móc, thì đầu tiên mình nên xác định cái đường khớp dọc giữa,
Các em chờ cháu nha, nó hết đêm nữa cô im điện nha. Thì mình thấy được cái mình tìm ra cái khớp giọng giữa ha, cái khớp giọng giữa để mà mình chẩn đoán, thì cái khớp giọng giữa đó là chỗ nối giữa hai cái xương đỉnh. Từ từ mấy em sẽ làm quen với cái đầu thai nè, xương đỉnh ở đây, xương đỉnh đây, thì đây là cái khớp giọng giữa, thì mình sẽ tìm ra được cái khớp sau. Khớp sau cái này nè, khớp khớp sau nó có hình hình tam giác, còn thấp trước thì nó có hình thoi. Đây thấp trước, trong hơi chỏm thì mấy em không sờ được cái thấp trước. Và cái bước nữa là tới cái bước nghe, thì bây giờ cái nghe đó thì mình nghe nghe tim thai thì nghe rõ ở phần lưng của thai nhi ha. Thì mình nghe tim thai đó thì mà rõ nhất là ở mỏm vai, ở mỏm tay của thai, thành ra nó sẽ giúp để mà mình hỗ trợ khi đi mắc bệnh. Ví dụ như mấy em nghe cái tim thai gọi, cái ống cổ em đặt vô trong cái bụng, đặt lên thành bụng của sản phụ đó, thì mình tương đối, ví dụ như là trong hơi chợ thì tim thai thường là nó nghe ở dưới rốn, tại cái đầu nó ở dưới thì nghe rõ ở mỏm tay. Ví dụ mấy em sờ được cái lưng lưng bên phải thì mấy em đặt cái ống nghe bên phải, lưng bên trái thì mấy em đặt bên trái, và nếu hơi chợ thì mấy em nghe tim thai ở dưới rốn. Còn nếu mà nơi nông á thì thường đó là tim thai nó sẽ, mình sẽ đặt cái ống nghe tim thai nó nằm ở ngang hoặc là phía trên rốn, tại vì tim thai nghe rõ nhất ở phần lưng mà, ở mỏm tai á, thành ra khi mấy em nơi nông thì cái mông nó trình diện ở dưới, thì như vậy thì tim thai nó sẽ nằm ở phía trên. Do đó nếu mà mình nghe tim thai á thì mình sẽ nghe rõ ở phía trong nơi mông, thì mấy em đặt cái ống nghe ở phía trên rốn hoặc là ngang đó thì mấy lấy được cái tim thai. Thì mình định hướng như vậy để mình hỗ trợ để chẩn đoán khi mà mình sờ nắng bệnh. Siêu âm thì trong cái chẩn đoán ngôi thế kiểu thế đó, thì nhất là chẩn đoán ngôi đó, thì đa số đó thì người ta sử dụng cái siêu âm mà nếu mà mấy em thấy ở những người có thành bụng quá dày quá mập, hoặc là khi mấy em khác không biết cái này nó là ngôi gì, thì người ta dựa vào siêu âm thì sẽ thấy cái đầu nó nằm ở đâu. Hoặc là có những trường hợp mấy em mới nghe tim thai mà nghe nó khó, có thể là do cái đánh nhau đó đó mặt trước đó. Thì mà cái âm vang để mà tới cái ống nghe mà mình nghe tim thai thì nó khó, thì người ta có thể dùng siêu âm để người ta nghe cái tim thai hoặc là để xác định ngôi. Còn để chẩn đoán ngôi á thì X-quang thì chụp phim, tại vì cái phần đầu thai nó là cái phần xương, thành ra dùng X-quang sẽ chẩn đoán được ngôi nó nằm ở trong lòng tử cung. Nhưng mà hiện nay thì người ta không sử dụng, do khi mang thai mà sử dụng tia X á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cái khung xương của em bé, thành ra người ta không có dùng kỹ thuật này để chẩn đoán nữa. Thì trong cái phần ngôi thế kiểu thế đó, thì các em nắm được đó là cũng là nhìn rồi sờ rồi nghe. Sờ thì có thủ thuật Leo Bon nhân đó. Bây giờ chúng ta đi qua một bước nữa là chẩn đoán độ lọt. Thì các em thấy là để chẩn đoán một cuộc kiểm tra xanh đó, thì chúng ta phải biết cái độ lọt nó là nó nằm ở đâu. Lọt tức là nó qua được eo trên đó, thì chúng ta thấy là cái lòng tiểu khung nè, cái thai nó đi qua nè, cái này là sưng mù ha. Thì về mặt lý thuyết thì khi nào gọi là lọt, thì lọt đó là khi đường kính lọt của ngôi là đường kính nè, đường kính lọt của ngôi đi ngang qua diện của eo trên, diện eo trên là chỗ này thì người ta gọi là lọt ha, người ta gọi là lọt. Thành ra khi mấy em thấy đó, hoặc là người ta về mặt lý thuyết cái này là mấy em phải thuộc thôi, là khi đường kính lớn của ngôi trùng vào mặt phẳng eo trên
đường kính lớn nhất nó nằm trên mặt thẳng L trên, gọi là ha. Hoặc là khi đường kính lọt của ngôi là đường kính hạ chẩm phút trước đó, đi ngang qua diện của L trên thì gọi là lọt. Thì mấy anh thấy là đây là cái đầu thai nè, nó đi ngang qua đây lọt. Rồi khi mà nó sau khi lọt xong thì nó sẽ đi qua cái lòng tiểu khung đây, cái đường kính lọt của ngôi nè, hồi nãy nó nằm ở chỗ này nha. Rồi bây giờ nó đi vượt qua cái eo trên, nó đi xuống dưới đây nữa đó, thì nó sẽ di chuyển từ mặt phẳng eo trên đến mặt phẳng eo dưới. Mặt phẳng eo dưới ở dưới này, chỗ này không ôm nè. Do đó mà khi mà mấy em khám mà cái đầu nó còn cao lên ở trên đó là chưa lọt, nhưng mà khi mình khám mà mình sờ vừa đưa tay vô là mình chạm được cái đầu là có thể nó lọt. Tuy nhiên trên lâm sàng thì nó còn nhiều các để phân biệt lắm, chứ không phải em sờ được cái đầu là nó lọt đâu. Nhiều khi nó uống khuôn nó sẽ sinh ra cái bú thanh nữa, nhưng mà về mặt lý thuyết phần xương nó qua được là lọt đó. Thì trở lại cái khung chậu nè, để định độ lọt thì mấy em thấy là khi đường kính lớn của ngôi hoặc là đường kính lọt của ngôi đi ngang qua diện neo trên, đi ngang qua chữ diện neo trên này là lọt. Lúc đó cái đầu nó nằm đây ha, nó đi ngang qua lọt. Lúc đó cái đầu xuống như này đó, là nó đi xuống đó, lọt xuống ha, nó xoay rồi ra tới đây là sổ đó. Mấy em thấy cái cơ chế đẻ này cô không nói sâu vô chưa? Thành ra để các em nhìn cái hình để cho quen, rồi sau đó mình học tới cái bài đẻ đẻ đó thì mấy em sẽ nắm đó. Thì mấy em thấy đây nè, lúc đầu cái đầu nó còn nằm ở trên cao nè, xương mu ở đây nè ha. Thì khi mà quá trình chuyển dạ đó thì nó sẽ đẩy cái đầu thai xuống, mà đầu thai muốn xuống thì nó phải cúi thật tốt ha, thấy không? Lúc đầu nó đưa nó thấp sao là cái đầu này không cúi không nữa. Nó có thể là người chán đó, nhưng mà khi cơn co đẩy một hồi đó thì cái đầu nó cúi thật tốt, thì mấy em thấy cái đầu nó cúi tốt nè, nó cúi thật tốt để mà cho nó cái đường kính của đầu nó nhỏ để nó vượt qua cái eo trên đó. Thì sau khi nó lọt qua eo trên, cái chỗ này là nó vượt qua cái mặt phẳng eo trên rồi nè đó, thì nó đi xuống nè. Thì mấy em thấy đầu nó cúi rất là tốt để xuống đây. Sau khi nó xuống xong đó thì nó dưới sức cản của tầng sinh môn đó thì nó trở về chỉ thấy ban đầu nha đó, nó trở về chỉ thấy ban đầu nè. Lọt xuống rồi nó xoay, nó xoay ha, nó xoay rồi để chi đây cái mặt nó, mình anh thấy là từ trên xuống nó trở về chỉ thấy ban đầu nè. Lúc nó sổ đó thì nó trở về chỉ thấy ban đầu, rồi sau đó sẽ ra ngoài đây. Rồi cái này là cách đẻ, còn tới thì đẻ vai thôi ha. Thì khi tới cái cơ chế đẻ tôi sẽ nói là tại sao cái mặt nó lúc đầu nó úp xuống mà bây giờ nó mặt nó xây ngang, nó xây ngang bị nó lọt cái vai. Nhưng mà cái này nếu mà em học cái cơ chế đẻ thì mấy em sẽ nắm cao trong cái phạm vi bài này. Mấy em chỉ biết cái gì ngồi thế chẳng nói ngồi chẳng nói thế chẳng nói kiểu thế định độ lọt, thế nào gọi là lọt ha, thế nào gọi là lọt. Rồi hết bài. Bây giờ trong cái phần này đó, trong cái phần này thì mấy em thấy rõ ràng đó là cái làm quen với các từ nha. Để chẩn đoán thì cái phần này là phần cơ bản để mình đánh giá cái thai có khả năng sanh được đường dưới hay không, và chúng ta phải nắm được cái ngôi, cái móc của ngôi để chẩn đoán nha. Muốn chẩn đoán ngôi là phải có móc của ngôi. Muốn chẩn đoán độ lọt thì mình phải coi coi cái đầu á, cái đường kính đó, cái móc của ngôi nó có cúi tốt hay không để nó lọt qua cái eo trên. Nó lệ thuộc vào cái độ cúi của đầu. Rồi đây là hết cái bài, các em có thắc mắc gì không ạ? Em nào có thắc mắc gì? Thử này là có thích hợp không? Hả? Có.
Có phải không? Tự giờ có thức nghe cô nói là cô giảng xong một hồi là ngủ hết. Dạ vẫn thức. Cô có hiểu bài không? Tương đối thôi. Phải Dạ không? đúng rồi. Tương Dạ giờ nhà tập đối lại không thôi được không rồi cô? sau đó các em về các em đọc bài lại. Thì những cái phần cô giảng đó thì nó cũng nằm trong cái bài nhưng mà cô diễn giải cho các em nghe. Và các em phải đọc tới, đọc lui rồi nghiền ngẫm rồi sau đó mình học trên cái phần tiền lâm sàng nữa thì mấy em mới nắm hết. Trong cái phần giảng của cô á, thì các em cũng phải lưu ý một số bài trong cái handout, trong cái tài liệu cô đưa các em á, chỉ là một cái tài liệu các em học nhưng mà ngồi ngoài sẵn là cái phần ban đầu nó khó, do đó các em phải phải dự để nghe cô diễn giải một số cơ chế cô sẽ nói cho rộng ra để cho mình nắm. Cô Rồi ơi, các em cô nghe cô nói rõ thế với kiểu thế lại giúp em ơi cô. thế và kiểu thế, các em hỏi một loạt rồi sau đó cô trả lời luôn chứ à. Thế và kiểu thế khác nhau chỗ nào nhé. Rồi tiếp đi, có em nào hỏi gì nữa không? Độ cuối của đầu các em có nắm không? Hiểu Dạ được bạn chưa? Thanh Phú, nhờ cô giảng lại phần đó đó cô, độ cuối của đầu, Độ bên cuối cuối. của đầu rồi. Dạ. Rồi còn hỏi gì nữa không? Đừng có nói là cô giảng lại hết bài nha. Độ cuối của đầu. Bây giờ cô hết câu hỏi rồi ha, cô sẽ nói lại cái phần thế và kiểu thế. Thế và kiểu thế. Thì bây giờ các em thấy đó là cái các em phải thuộc cái định nghĩa. Phải thuộc cái định nghĩa. Bây giờ thế nào là thế? Thế nào là kiểu thế? Thế là gì? Là tương quan giữa điểm mốc của ngôi thai, điểm mốc nha, ở bên phải hay bên trái của người mẹ, nhớ chưa? Nó chỉ là bên phải hay bên trái của người mẹ thôi. Thì người mẹ có hai bên, một bên phải bên trái. Như như vậy thì nói thế tức là làm sao? Nó chỉ có hai thế, thế phải hoặc thế trái thôi, phải không? Bây giờ thế là như thế, thế phải hoặc thế trái, cái này mấy em nắm chưa? Bây giờ để chẩn đoán thế thì người ta dựa vào cái mốc, ví dụ như là cái ngôi ngôi chợ, ngôi chợ thì nó sẽ có hai thế, thế phải hoặc thế trái, phải không? Đây ví dụ cô nói là ngôi chợ thì nó có hai thế, thì thế là gì? Là tương quan giữa điểm mốc của ngôi với bên phải hoặc bên trái của người mẹ. Thì giờ mấy em sờ để làm sao biết thế, thì mình sẽ coi là điểm mốc của ngôi là như thế nào. Thí dụ ngôi chởm thì cái mốc của nó là gì? Thấp sao, phải không? Thì cái mốc của ngôi thấp sao, nhưng mà nếu mấy em sờ nắm bụng thì đâu có sờ được cái thốt. Thì bây giờ mình suy diễn ra, bây giờ cái thấp sao thì nó nằm ở đâu? Cùng bên với lưng. Thấp sao ở đây thì nó cùng bên với lưng. Thì nếu mà mấy em khám bụng mấy em thấy cái lưng nó nằm ở bên trái thì đây là thế trái, phải không? Ví dụ như cái lưng mà nó nằm bên này thì cái lưng nó cùng bên với thấp sao, thì nếu mà nó mà nằm bên phải thì đây là thế phải. Nắm được thế chưa? Dạ được cô ơi. Được rồi ha. Rồi bây giờ kiểu thế, tại vì cái kiểu thế quan trọng lắm, để mấy em theo dõi mấy em xem thường đó. Thì kiểu thế nó sẽ có, về định nghĩa thì kiểu thế là sự tương quan giữa điểm mốc của ngôi thai với điểm mốc của khung chậu người mẹ. Mà mấy em biết khung chậu người mẹ thì nó có mấy điểm mốc nè. Thứ nhất đó là phía trước đó, là gờ chậu lược là chỗ này nha, phía sau là khớp cùng chậu, rồi ở giữa cửa đường vô đường vô danh. Thì như thế thì cái khung xương chậu nó mỗi một bên nó sẽ có ba điểm mốc,
và g chậu lược thì nó nằm phía trước, g vô danh ở giữa, giữa của g vô danh và phía sau là tốt cùng chậu. Ví dụ như ở đây cái thấp sau nè, cái này là khung chậu mà khi nằm nó thì cái phía sau này là xương cùng cục nè, phía trên này là xương mu, thì xương mu nó nằm ở phía trước, đúng không? Ví dụ như mấy em sờ được cái thấp sau đó, mấy em sờ được thấp sau thì mấy em nhìn cái này là phía trái, đúng không? Nó nằm bên trái, thì thấp sau ở đây nè, nó nằm bên trái, thì xương chẩm mà sờ được thấp sau tức là ngôi chẩm, đúng không? Mà nó cái xương cái thấp sau nó nằm ở phía trước, phía trước nè, chỗ xương mu ở đây nè, rồi chỗ lược ở đây nè, thì đây là kiểu thế chẩm trái trước, hay là một số sách thì nó ghi là chẩm chậu trái trước. Đây kiểu thế chẩm thai này là gì, thế trái, kiểu thế chẩm chậu trái trước. Rồi ở đây mấy em thấy là cái lưng nó cũng nằm bên trái, thế trái, thấp sau nó nằm ở chỗ phía xương cùng cục, đây thấp sau nha, thì nó nằm ở phía sau, thì mấy em biết thế nó là phía trái rồi, thì đây là kiểu thế chậm trái sau nha, xương cùng cục nó nằm đây, thấy chưa? Thì từ từ mấy em làm thì nó sẽ quen làm, nhưng mà về phải học bài rồi nữa, học qua cơ chế đẻ mới hiểu. Đó là cái thế, đó là kiểu thế. Bây giờ cô trở lại cái độ cuối của đầu. Mấy em biết đó là khi mà cái đầu nó trình diện tiếp theo trên, nó sẽ chia ra cái nhiều loại ngôi đó. Nó nhiều loại ngôi đó. Ví dụ như cái đầu á, mà nó trước khi mà nó muốn lọt qua eo trên thì đầu phải cúi thật tốt thì nó mới lọt qua eo trên được. Cái đó là câu thần chú em học thuộc đi. Đầu thai nhi muốn lọt qua eo trên thì phải cúi thật tốt, để cái đường kính nhỏ nhất là đường kính hạ chẳng thấp trước vào đường kính chéo của eo trên. Nữa tới bài cơ chế đẻ thì mình sẽ nói. Thì như thế thì mấy em thấy là ngôi chẩn thì đầu bắt buộc phải cúi thật tốt. Đây ngôi chẩn nè, thì nó cúi thật tốt thì đường kính đầu nó nhỏ, nó nhỏ thì nó mới qua được eo trên. Do đó là mấy em thấy nó là cái đầu, cái cằm nó mà sát ngực và cái đầu nó sẽ cúi, đây là ngôi chẩn. Còn nếu mà đầu nó không cúi không nữa, nó lưng chừng vậy nè đó, thì khi qua eo trên thì nó không lọt được, mà nó không lọt được thì cái mẫu, thì do cái tư thế của đầu, thành ra tôi mới nói là một cuộc diễn dạ đó nó lệ thuộc nhiều thành tố, mà nó thuộc vào cái thế của thai nữa, rồi cái độ cuối của đầu, độ cuối của đầu rất là quan trọng. Thành ra nếu mà cái đầu nó không có cuối tốt mà nó nằm lưng chừng cái đường kính của nó lớn nữa, nghe họ học qua bất thường thì mình sẽ thấy. Thì như thế đó, thì cái ngôi trán đó là lúc đó nó không cúi không nữa thì nó thành ngôi trán, mà ngôi trán thì nó đâu có lọt được, mà nó không lọt được thì mổ thôi. Còn nếu mà trong quá trình nó lưng chừng vậy nè thì nó có hai chuyện xảy ra. Một là nó cúi thật tốt đó, nó cúi thật tốt đó để nó tạo thành ngôi chỗ. Hai là nó ngửa thật tốt, tức là thay vì nó cúi vậy thì nó ngửa cái mặt nó xuống eo trên, thì nó ngửa thật tốt thì nó thành ngôi mặt, cái cổ nó ngửa ra thì cái mặt nó sẽ trình diện trước đầu trên, thì nó thành ngôi mặt. Thì ngôi mặt có lọt được qua eo trên không? Lọt được, ngôi mặt lọt được, tại vì nó sẽ sợ nó sẽ lọt qua cái đường kính hạ trầm phút trước. Đây đây nè, có 9,5 cm thì nó lọt qua eo trên được. Còn sau đó nó đi xuống nữa, cái ngoài mặt đó, thì nó chỉ có chữ sổ thôi, là cầm trước thôi. Nếu cái cầm nó quay ra sau thì cũng không xanh được. Rồi các em có hỏi gì nữa không? À, ngày mai các em cũng học buổi chiều phải không? Giờ của cô á.
Dạ đúng đúng rồi rồi cô. đúng rồi buổi chiều, thành ra ngày mai cô sẽ nói cái bài là nếu mà các em đã có tài liệu trong tay á, thì các em coi cái bài thay đổi giải phẫu và sinh lý của người mẹ khi mang thai nó như thế nào, rồi sau đó á, thì bài thứ hai là bài chẩn đoán thai nhé. Thì hai bài đó các em coi trước thì cô nói sẽ nhanh hơn, và các em có chỗ nào thắc mắc thì nốt vô đó để sau khi cô giảng hết bài thì các em hỏi để làm cho nó sáng tỏ cái bài hơn. Còn hỏi gì nữa không? Thì thôi chúng ta kết thúc ở đây ha.